Sau một thời gian bên mình hết cái tay ga bóp cải tiến thì hôm nay bên mình Điện Máy Bình Sơn tiếp tục về lại được cái tay ga bóp cải tiến này. Rất nhiều bác thích cái tay ga này sau khi các bác đã trải nghiệm và sử dụng. Và rất là nhiều bác đã hỏi mua lại cũng như là mua cho người thân, người quen. Liên hệ với Điện Máy Bình Sơn thì đều nhận được câu trả lời là hết. Hôm nay thì chúng tôi mới về lại được hàng. Tay ga này thì bên mình đã giới thiệu cho các bạn ra thị trường khoảng tầm được hơn một năm nay rồi. Và chất lượng của nó cũng như hiệu quả của nó thì đã được chứng minh. Đấy, hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại tay ga thiết kế theo kiểu tay ga này của Điện Máy Bình Sơn. Tuy nhiên nhá, cái chất liệu thì nó khác hoàn toàn. Đây là cái tay ga chất liệu tốt, đắt hơn. Đây các bạn thể thấy nhé, chi tiết này. Phần nhựa của nó đổ đúc nhá, không xoay được, không cự được. Thứ hai nữa, phần cò ga này nó sẽ rất là dài. Thứ ba nữa là cái chất liệu nhựa của nó rất là tốt, cầm nắm rất là sướng. Cái loại này thì nó sử dụng ống ghi đông này là 19, độ dày là 1.6. Rất phù hợp với các bạn lắp cho tất cả các loại máy. Nhất là đối với những cái dòng máy công suất lớn hiện nay các bạn sử dụng mà dùng những cái tay ga chất lượng kém ấy thì nó rất mỏi tay, gây khó chịu cho các bạn. Thậm chí nó mỏi như cái phần khớp tay này. Các bạn dùng rất ức chế. Cái tay ga này thì nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được điều đó. Ngoài ra thì nó có thể giúp các bạn linh hoạt kiểm soát được tốc độ nhé. Ví dụ như các bạn muốn ga một nửa ga thì bình thường như ngày xưa các bạn muốn ga nửa ga thì các bạn sẽ bóp như thế này đúng không? Nhưng bây giờ thay vào cái việc các bạn phải chủ động cứ tay như thế thì các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Đấy, ví dụ như các bạn nhả phần ốc hãm này ra, các bạn sẽ bóp hết cỡ thì nó cũng chỉ về nửa ga thôi. Đây, ví dụ như này. Đấy. 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 Đây là cái tính năng của cái tay ga này mà những tay ga khác không có được. Vì vậy thì cái tay ga này mới gọi là tay ga cải tiến. Rồi trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại tay ga thiết kế na ná theo kiểu dáng như này. Bên mình lượn một vòng Facebook rồi là lượn một vòng YouTube thì rất là nhiều bên bán. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, chất liệu khác nhau ấy. Ngay ở bên Điện Máy Bình Sơn chúng tôi này, nhập thì các bạn có thể thấy được này. Đấy. Cái loại này mình nhập cũng đã là loại tốt rồi, cái loại đen này này, mình nhập cũng đã là loại tốt rồi. Tuy nhiên nó rẻ hơn cái tay này 60.000, rẻ hơn 60.000 ấy, 60.000 một bộ ấy. Này các bạn này, các bạn nhìn không? Thấy rất là giống nhau đúng không? Đây nhìn đây, giống nhau không ạ? Về khuôn dáng kiểu dáng thì rất là giống nhau. Nhưng mà nhìn kỹ này các bạn có thể nhìn thấy được cái màu của cái tay ga rẻ hơn này thì nó sẽ hơi, nó đen hơn. Còn cái này thì dạng màu ghi xám ấy, các bạn nhìn tinh ý các bạn sẽ thấy luôn. Thứ hai là khi đặt hai cái phần nhựa ở đây này, hai nhựa cò ga này thì các bạn sẽ thấy cái hàng đắt tiền có cái phần nhựa cò ga nó sẽ bóng hơn, chất liệu cảm giác rất là đẹp. Đây mình sẽ sâu kỹ hơn, gần hơn để cho các bạn nhìn này. Còn cái loại rẻ tiền hơn thì nó sẽ không đẹp bằng và nó sẽ không bóng bằng, nó màu kiểu cam cam nhưng mà cam nhạt. Còn cái loại đắt này thì nó màu cam kiểu sẫm hơn. Thứ ba nữa là các bạn có thể nhìn thấy này, cái phần cò bóp này, cái chiều dài của cò bóp này này thì cái loại đắt tiền nó sẽ dài hơn. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đúng không? Làm chi tiết nó cảm giác các bạn thấy chỉnh chu hơn. Đó cũng là một cái lý do khiến nó đắt hơn. Và cái một điều nữa thì các bạn có thể thấy được này, ví dụ như cái loại đắt tiền này thì cái phần cán này nó sẽ làm đúc với cả ống nhôm này luôn, đúc luôn này. Rất cứng, không thể xoay được. Đấy. Và khi các bạn cầm nắm nó sẽ rất chắc chắn, nó sẽ đồng bộ luôn với cả, nó sẽ fix cố định với máy. Đấy. Còn cái loại rẻ tiền hơn này thì nó sẽ xoay được, nó cựa được. Đấy. Em thấy nhá. Đấy. Đúng không? Bạn thấy nhá. Đấy, cựa được rồi. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn xử lý cái này không cựa được thì chúng ta sẽ cho hai con ốc cố định. Nó sẽ cố định cái phần cán nhựa này với phần ống nhôm. Nhiều khi các bác xem trên mạng, vụ xem trên TikTok rồi xem trên Facebook, các bạn thấy là giá của các bên đưa ra nó khác nhau rất là nhiều. Thì đây, hôm nay mình lên cái video này để cho các bạn xem. Thứ nhất là khác nhau giữa một cái tay ga cải tiến loại rẻ với một cái tay ga cải tiến loại đắt, nó sẽ khác nhau những cái điểm nào. Vì sao những cái tay ga này nó đắt hơn và vì sao những cái tay ga đắt tiền này ở Điện Máy Bình Sơn bán các bạn thấy giá cao nhưng mà vẫn bán được rất là nhiều. Đấy, vì sao người ta lại ưa chuộng hơn. Đấy, để các bạn biết, để các bạn thấy và so sánh một cách rõ ràng nhất. Rồi giá của nó thì khác nhau nhé. Cái tay ga này, một bộ nguyên cái tay phải này, có loại đắt tiền đã là 250 rồi, miễn phí vận chuyển này. Cái tay ga đắt này, cái tay ga rẻ thì bên mình bán theo cả bộ. Cả bộ này mới có 260 miễn phí vận chuyển. Đấy là hàng tay ga rẻ nhá. Còn tay ga đắt này thì giá là một cái tay ga phải này là 250. Đấy, miễn phí vận chuyển. Cả bộ có loại đắt này là 320 miễn phí vận chuyển. Các bạn thấy không? 320 với 260 chênh nhau đến 60.000 liền.
Đấy, không phải tự nhiên mà nó chênh nhau giá như thế đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ khác nhau đấy. Rồi một lần nữa thì nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Mình đặt như thế này để cho các bạn hiểu, so sánh, biết được là nó đắt hơn ở điểm nào, tại sao nó rẻ hơn và tại sao nó đắt hơn. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Bình Sơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.